Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm, đó là bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ. Đây là bộ hoành phi gỗ gụ, đơn đặt hàng tới từ khách hàng Hải Dương, đó là anh Giang, anh ở Cẩm Giang Hải Dương. Anh đã đặt chúng tôi từ rất lâu thì hôm nay chúng tôi mới xong hàng. Chúng tôi quay lại video phần mộc một lượt giới thiệu tới gia đình cũng như là tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi video clip của chúng tôi. Và bây giờ cũng là cái thời điểm các quý khách nên đặt hàng sớm để chúng tôi sẽ bàn giao trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Bộ hoành phi của gia đình anh đặt với kích thước là dài 1m97, chiều rộng 67 và ván là dày 3 phân. Chạm 3 chữ bên trong, đó là chữ Đức Lưu Quang. Chữ Hán Nôm thì chúng ta đọc từ phải sang. Và nếu là chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang. Và đây là đều có phụ đề tiếng Việt. Và xen kẽ thì chúng tôi có làm các cái gấm chữ thập và tứ quý. Bốn mùa xuân hạ thu đông, đó là tùng cúc trúc mai. Và phía trên phần khuôn chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân, chạm mà long hóa mai. Và bức giữa thì chúng tôi chạm mà cuốn thư trên màn hình các bạn đang xem đây, và khuôn phía dưới chúng tôi chạm mà hoa hồng. Hai bên phần khuôn ngang chúng tôi chạm cây trúc, thể hiện được sự bốn mùa phú quý xuân hạ thu đông. Và câu đối này là câu đối nền trơn, nguyên bức hoành phi là chặt gấm, còn câu đối là nền trơn theo như gia đình yêu cầu. Và chúng tôi đã chạm vế bên phải là tổ tông công đức thiên niên thịnh, và bên trái chúng tôi chạm tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của gia đình. Thì hai đôi câu đối này, hai bức câu đối có kích thước dài 1m97, rộng 30 và dày 5 phân, làm theo yêu cầu của gia đình. Toàn bộ cũng đã có phụ đề tiếng Việt, và sau khi chúng tôi quay mộc thì chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện sơn sơn son thép vàng Đài Loan cho gia đình. Quý khách nào có nhu cầu làm về vàng ta thì quý khách hãy liên hệ với chúng tôi. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành làm cơ sở sản xuất trực tiếp không qua trung gian về các cái mẫu hoành phi câu đối, khám thờ, tất cả các đồ thờ cúng liên quan được làm từ chất liệu gỗ thì chúng tôi đều có, như khám tượng, ngai thờ và bàn thờ ô sa. Đây là bộ hoành phi làm theo yêu cầu của gia đình, đó là bức hoành phi thì chặt gấm mà câu đối thì là chúng tôi làm nền trơn. Quý khách có nhu cầu muốn tư vấn về hoành phi câu đối cũng như là cuốn thư câu đối, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ giải đáp các cái thắc mắc của quý vị về hoành phi câu đối cũng như các cái không gian để treo được các cái hoành phi câu đối này. Quý khách có nhu cầu làm về phòng thờ và các sản phẩm đồ thờ, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi, sẽ được các cái giá gốc mà hàng chất lượng là tốt nhất. Quý khách có thắc mắc, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của quý vị. Trong dịp sắp tới này chúng tôi sẽ tung ra thị trường rất nhiều các cái mẫu mã hoành phi câu đối mới. Thì quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để theo dõi các sản phẩm mới nhất của cơ sở. Chúng tôi có làm bức hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ, gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ. Thì quý khách có nhu cầu làm về chất liệu gỗ nào, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi. Đây là bức hoành phi dài 1m97, rộng 67, chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Trong video trước tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu hoành phi 3 chữ, 4 chữ và 5 chữ. Thì quý khách hãy xem trực tiếp, quý khách ưng mẫu nào, quý khách hãy gửi về Zalo cho chúng tôi qua số hotline 0986 883349. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.